mình rất là tốt, có năng lượng đầy đủ cả ngày và da dẻ nó hồng hào lên. Nhưng mà cái công thức của nó làm như thế nào thì các bạn hãy sống xanh cùng với Thùy nhé. Và đầu tiên thì chúng ta biết đương nhiên rồi, đó là quả gấc. Gấc này thì được trồng theo kiểu trời nuôi đất nuôi của bạn mình tên là Tạ Tươi ở Lâm Đồng. Bạn đã trồng theo kiểu vườn rừng, tức là cây gấc sẽ trồng ở trong rừng. Và nó được lớn lên do ông trời nuôi đất nuôi thôi, không có phun bón bất cứ một cái loại phân thuốc gì hết trơn. Và đến khi nó chín được như thế này thì bạn hái tặng cho mình. Và mình thấy được rằng là cái trái gấc này nó sẽ được tích tụ hoàn toàn những cái tinh túy vượt trội của thiên nhiên dành tặng cho mình. Thứ hai, đó là mật ong lên men. Đương nhiên rồi, mật ong lên men này do Thùy tự làm. Món thứ ba đó là bia. Các bạn có thể sử dụng bất cứ loại bia nào cũng được, bia tươi thì càng tốt. Và món thứ tư đó là mật ong nguyên chất. Chúng ta dùng mật ong lên men để ngâm gấc rồi, nhưng mà chúng ta cần thêm mật ong nguyên chất nữa để làm cho cái món đấy nó sinh khối ra nhiều hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có... Đâu rồi. Và nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu đó là men tiêu hóa. Các bạn có thể sử dụng nhiều các loại men tiêu hóa khác nhau, nhưng mà thì hôm nay thì dùng loại men tiêu hóa này. Mình tách được cái hạt của cái gấc này ra rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi xay. Xay thì mình cho nó vào máy xay sinh tố xay thôi các bạn. Miếng này thì nhiều người bỏ đi nhưng thực ra nó rất là tốt và nó có rất là nhiều dưỡng chất trong này, cho nên là bọn mình xay nó luôn, chung trong này luôn. Nó rất là béo. Mình đã từng làm rồi và ăn rất là ngon, rất là bổ cho sức khỏe luôn. Và bây giờ sau khi mà chúng ta cắt cái này vào chung rồi thì chúng ta sẽ cho vào mật ong lên men. Đây là mật ong lên men. Cho vào. Vậy là trong cái bình này, cái máy xay sinh tố này, bây giờ chúng ta có gấc này, thịt gấc ở bên trong và cái thịt gấc ở cái phần vỏ và mật ong lên men. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu xay nhé. Sau khi xay xong thì mình cho vào hũ thủy tinh để mà ủ nha. Tất cả các món lên men thì chúng ta nên dùng bằng vại sành hoặc là hũ thủy tinh, nó sẽ tốt nhất cho các cái loại lên men và nó tốt cho sức khỏe. Sau khi mà xay xong á thì mình đem cái này đi phơi nắng. Phơi nắng như thế này khoảng 3 ngày á thì mình đem vào chậu được. Sau 3 ngày phơi nắng thì chúng ta sẽ cho mật ong nguyên chất, bia và men tiêu hóa, tất cả cho hết vào trong này. Đây, chúng ta đổ hết vào trong này và chúng ta quậy đều lên. Sau đó chúng ta đóng nắp lại và chúng ta phơi thêm 4 ngày nữa. 4 ngày nữa thì chúng ta sẽ lấy ra dùng. Mỗi một lần đó thì mỗi một ngày các bạn có thể dùng một lần vào buổi sáng sớm, 20ml pha với nước ấm và uống. Bạn sẽ thấy ngay hiệu quả sau chỉ một tuần dùng thôi nha.